vậy đây sẽ nhậu. Chết ngu mịt chắc nó dập à? Bọn này có khi nó lại sang nó hỏi sinh viên à? Đi đến buổi sáng rồi hai ba cái. Bọn này nó đã kịp lấy đồ ra rồi này. Trong kia vẫn còn mấy thằng già kìa. No idea, we are just looking and it's just on the fire. So we just came out. Was there anything happen for to make the fire? No idea, man. We were just sleeping, woke up to this. Oh, and it's raining outside. Yeah, that's it. Can't imagine. Do you think electricity can be a problem? No, I don't think so, it's electricity. Was any vehicle the other side? Yeah, there was my bike, I guess. So who tell the rescuer and the police? I called. Okay. So how you? How did you know there's fire at the house? See, one of my friends, he was going on job. Oh. So okay. He just woke me up and he told me that the house is on fire. Oh. It's so serious. Huh? It's so serious because it is happening up now. Maybe like nobody knows. So it's.
yeah. Để xe này không lấy ra được. Để sát vây mẹ đầu rồi. Thằng này nó bảo nó không biết đâu. Không, nó có thằng bạn nó dậy nó đi làm. Nó phát hiện ra nó mới gọi police. Vừa đi qua cái thì cháy bung rửa nhà bên kia mà. Nguy hiểm vãi. Nhà gỗ mà nó bốc lên nếu mà nó dập được là may rồi đấy. Có khi trời mưa nó chập điện thế nào đấy. Nghĩ là anh nghĩ chập điện. Có đi làm được không? Ừ, có chứ, có đi chứ, từ từ á, để nó đi bớt đi không tự nhiên. Đợi nó đi bớt rồi. Tại hôm nãy nó đang đứng ở đầu đằng kia mà giờ nó lại quay lại đằng này đứng. Mù mịt kẹt thế, cả một bầu trời luôn này, trời thì mưa, khói cả ra đằng sau luôn.